Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng truyền hay nữ giữa hai đội tuyển bóng truyền hay nữ của ngành công thương Thái Nguyên và đội tuyển bóng truyền hay nữ của ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên. Trong khuôn khổ giải đấu bóng truyền hay do ngành lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức năm 2024, ở set đấu này thì các cầu thủ của ngành giáo dục Thái Nguyên phía gần này các bạn và các cầu thủ của công thương phía xa này các bạn trong trang phục áo xanh đơn. Như vậy điểm số bây giờ là 13-8 nghiêng về các cầu thủ giáo dục Thái Nguyên. 14-8. Khoảng cách 6 điểm với các cầu thủ công thương. Bây giờ là bên số 7 của bên giáo dục phát bóng. Tấn bóng tốt và phạt bóng bất bại của các cầu thủ công thương. 15-8 cho giáo dục. Số 10 của giáo dục phát bóng. Đợt bóng tốt của số 4 bên tuyển giáo dục Thái Nguyên. Thì số bây giờ là 16-8, khoảng cách nhân đôi với các cầu thủ giáo dục Thái Nguyên. Giữ bóng bằng chân rất tốt của bé kẹo. Số 6 bên tuyển công thương liên tục những pha ghi điểm của số 4 Trang Nhung bên tuyển giáo dục. 17-8. Số 9 của bên giáo dục phát bóng. 18-8, khoảng cách 10 điểm đi. Cũng báo cáo với các bạn là ở cái trận xét đấu này thì mình đang quay sang bên không, mình sang chơi thôi chứ không phải là quay từ đầu. Rất tốt của các cầu thủ công thương. 9-18. Đơn thương cũng không phát bóng. Bóng trong sân. 10-18 cho các cầu thủ công thương. Đơn thương cũng không phát bóng. Tốt của bé kẹo. Số 6 bên tuyển công thương. 11-18 bên tuyển giáo dục phát bóng. Xin chú ý vậy được số bây giờ là 18-11 các cầu thủ đứng ngoài sân rồi. Điểm cho giáo dục 19-11. Không có lưới. Điểm 12-19 cho các cầu thủ công thương. Cái tên đội bản là nó hơi dài, đâm ra mình nó quan tắt thôi. Đội bóng tốt của số 1 của bên giáo dục. Và đội bóng rất nguy hiểm. Điểm 20-12. Điểm cho các cầu thủ công thương 13-20.
Còn không, không kịp rồi. Như vậy kết thúc set đấu thứ nhất thì các cầu thủ của ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên giành chiến thắng trước các cầu thủ Công Thương Thái Nguyên với điểm số là 21-13. Hai đội tạm nghỉ ít phút trước khi bước vào set đấu thứ hai. Set đấu thứ hai giữa giáo dục Thái Nguyên và đội tuyển Công Thương Thái Nguyên. Trong set đấu thứ hai này thì các cầu thủ của Công Thương Thái Nguyên phía gần này các bạn và các cầu thủ của giáo dục Thái Nguyên phía xa mình các bạn. Để chúng ta là 0-0 của set đấu thứ hai. Lỗi kỹ thuật, chắn bóng sai luật của các cầu thủ giáo dục Thái Nguyên. 1-0 nghiêng về các cầu thủ của Công Thương. Một bóng tốt của Trang Nhung, số 4 bên tuyển giáo dục, lấy về điểm số đầu tiên của set đấu thứ hai cho các cầu thủ của giáo dục Thái Nguyên. Một đều. Cũng báo cáo với các bạn là ở set đấu đầu tiên thì các cầu thủ của giáo dục Thái Nguyên giành chiến thắng trước các cầu thủ của Công Thương với điểm số là 21-13 bao giờ set thứ hai. Vừa rồi là điểm cho các cầu thủ của Công Thương 2-1. Rất hay, rất tiếc là số 7 của pha đánh bóng hỏng. Hai đều. Mỹ Lệ của giáo dục Thái Nguyên có bóng. Bóng đã chạm tay chắn của số 6 trong ngoài sân, điểm cho giáo dục 3-2. Còn không, vẫn còn. Bóng đã chạm chắn ra ngoài sân, điểm 4-2 cho các cầu thủ giáo dục Thái Nguyên. Điểm cho Công Thương 3-4. Thứ 6 của Công Thương phát bóng. Bóng rơi tự do. Tỷ số được cân bằng 4 đều. Ở ngoài sân rồi, 5-4 cho Công Thương. Còn không, vẫn còn rất tốt, nỗ lực bóng rất tốt của số 7 bên tuyển giáo dục. Rất tiếc là bóng cuối cùng lại ra ngoài sân, rất tiếc. 6-4 cho Công Thương. Lỗi rồi.
Đồng thời đã có lỗi khi lỗi chạm lưới của các cầu thủ Công Thương, điểm 5-6 cho Giáo dục Thái Nguyên. Trận đấu được tiếp tục. Bây giờ là pha gián đoạn rất dài bên tuyển số 7 của Công Thương đi đầu chân. Đội bóng tốt của số 6 của nhà con bên tuyển Công Thương thì đấu rất hay. Bảy năm cho Công Thương. Đá bóng tốt. Chúng ta sẽ đánh bóng, nó chạm tay các cầu thủ của Công Thương ra ngoài sân. Chính xác. Những điểm cho Giáo dục. 6-7. Một cú bóng rất tốt của Trang Dung. Pha bay nhảy bóng rất tuyệt vời. Mở nhỏ thành công. Pha bỏ bóng rất tốt của các cầu thủ Công Thương. 8-6. Số 6 của Công Thương. Cú bóng. Vẫn còn rất tốt để kẹo phạt kẹo hồn. Cũng rất tuyệt vời. Số 6 thi của Công Thương của thi đấu rất nhanh. Đá bóng tốt. Điểm 9-6 cho Công Thương bên tuyển Giáo dục Thái Nguyên. Số 8 của Công Thương phát bóng. Một số rất là 9-6 nghiêng về các cầu thủ Công Thương Thái Nguyên. Điểm cho các cầu thủ Giáo dục 7-9. Số 9 ghi lại của Giáo dục Thái Nguyên phát bóng. Lỗi chạm lưới, lỗi kỹ thuật của các cầu thủ Giáo dục 17 cho Công Thương. Bóng không có lưới rồi. 8-10 cho Giáo dục Thái Nguyên. Rất hay. Cũng là cái bóng xả thân của các cầu thủ bên Giáo dục Thái Nguyên. Điểm cho các cầu thủ Công Thương 11-8.
lỗi kỹ thuật, lỗi vít bóng trên lưới của các cầu thủ Công Thương. Trọng tài ra hiệu 91 cho các cầu thủ Giáo Dục. Vẫn còn, rất tốt. Lỗi kỹ thuật, điểm 10-11 cho Giáo Dục. Điểm cho Công Thương 12-10. Trước đây chúng ta sẽ phát lại pháo bóng này. Chúng tôi có với các bạn là sân thi đấu này, một nhà thi đấu này có 5 sân thi đấu, tình trạng bóng sân nọ sang sân kia là rất nhiều. Bóng đã chạm tay chắn các cầu thủ của Công Thương ra ngoài sân. Điểm cho Giáo Dục 11-12. Hai cầu thủ của cả hai đội và là thi đấu rất lăn xả hay. Tốt, như vậy điểm số được cân bằng 12 đều. Và giờ là rất tốt của số 4 Trang Nhung. Số 10. Lần đầu tiên trong trận đấu thứ hai này thì các cầu thủ của Giáo Dục trở lên dẫn trước 13-12. Đội tuyển Công Thương xin đồng ý. Như vậy là tiếp set 2 của trận Công Thương và Giáo Dục. Điểm cho Giáo Dục 14-12. Sân 15-12, 3 điểm liền. Khoảng cách 3 điểm với các cầu thủ Giáo Dục Thái Nguyên. Trong này phát bóng các điểm ngay. Còn với các cầu thủ của phản ứng của huấn luyện viên. Đội tuyển phá bóng bao giờ là các cầu thủ của Công Thương chưa chuẩn bị tinh thần. Như vậy điểm số bây giờ là 16-12, khoảng cách 4 điểm liền. Vẫn còn. Điểm bóng tốt. 17-12. Cũng có các bạn ạ, ở trận đấu đầu tiên thì các cầu thủ của Giáo Dục đã giành chiến thắng trước các cầu thủ Công Thương với điểm số là 21-13. Đây là trận đấu thứ hai mà khoảng cách bây giờ là 17-12, 5 điểm với các cầu thủ của Giáo Dục.
Rồi xác định bóng ngoài sân. Điểm cho Công Thương 13-17. Rất tốt đã kẹo. Bóng ngoài sân rồi. 14-17 cho Công Thương. Mười tám mười bốn vừa vừa được pha vừa được tiếp đi của chủ công số 4 lên tuyển giáo dục. Bóng đã chạm vào chân các cầu thủ của Công Thương ra ngoài sân. Đội nhỏ thành công 15-18. Lên tuyển Công Thương phát bóng. Còn không, không được rồi. Điểm cho giáo dục 19-15. Bóng tốt, thứ 6 phần này cùng đỏ, cùng rất đỏ con thi đấu những pha bóng rất hay. 16-19. Cho Công Thương. Trận đấu tiếp tục, điểm số bây giờ là 19-16. Trọng tài sẽ đánh bóng chạm tay chắn của Công Thương ra ngoài sân. Điểm 20-16 cho các cầu thủ giáo dục. Điểm bóng tốt 21-16 là kết quả cuối cùng của set đấu thứ hai. Như vậy các cầu thủ của giáo dục Thái Nguyên đã giành chiến thắng trước các cầu thủ Công Thương Thái Nguyên với điểm số là 21-16 và giành chiến thắng chung cuộc 2-0.